Hello, hello, xin mến chào tất cả các anh em. Đây là kênh Sóng TV. Hôm nay thì mình đang ngồi trong xe. Bây giờ là khoảng 9 giờ 15 phút tối. Và trước đây mình có nhận một cái comment của một anh bạn hỏi mình về chiếc xe VinFast. Đó là có nên độ đèn cho nó hay không? Thì câu trả lời của mình dành cho anh đó là nên hay không á. Đó là tùy vào cái khẩu vị của bạn về độ thẩm mỹ cũng như mức độ ánh sáng mà bạn cần thiết. Và video clip này mình làm trên chiếc xe VinFast của mình chưa độ đèn. Mình không biết tương lai thì mình có độ đèn hay không. Và bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem ở trong nhiều cái môi trường khác nhau. Môi trường ít đèn đường, môi trường nhiều đèn đường và môi trường tối thui. Hiện tại ở đây mình đang ở trong một cái khu dân cư thì có đèn đường mà ít thôi. Và bạn đang thấy độ sáng ở phía trước, mình cảm thấy là nó cũng tương đối là phù hợp. Bây giờ mình sẽ đi. Có thể sẽ có một vài cái chỗ là nó sẽ tối. Và bạn có thể thấy là ánh sáng của chiếc VinFast này nó tương đối là nó ngon đó. Mình thì mình cảm thấy hài lòng. Và video clip này mình cũng hy vọng là anh bạn khán giả của mình cảm thấy hài lòng. Mình có mời ảnh uống cà phê, tuy nhiên là ảnh ở tận Bắc Giang, xa quá. Đây là một khu dân cư ở Sài Gòn, quận 9. Thì nó cũng tương đối là đèn đường cũng hơi nhiều ha. Bây giờ mình sẽ đi. Từ đây về nhà mình thì tốn tầm khoảng 20 phút. Và trên đường đi thì sẽ có nhiều cái chỗ mà đối thủ. Và ở đó mình sẽ thấy được cái đèn xe này, cái hiệu quả của nó ra sao. Đây, ví dụ, đây là một cái vùng mà nó sẽ tối thui. Mình sẽ thử tắt đèn cho các bạn coi. Và đây là mở đèn. Đây là test trên đường quốc lộ, một đoạn đường lớn có nhiều đèn xung quanh. À, đây không phải là đường quốc lộ, mình nhầm, đường Võ Chí Công. Và chúng ta đang đi tới cái khu vực mà có đường cao tốc. Hôm nay thì mình không có đi trên đường cao tốc, mình sẽ đi về nhà thôi. Mùa này dịch giả mà cũng đâu có được đi đâu đâu. Đi tới tỉnh này tỉnh kia người ta lại xem chứng minh nhân dân, người ta thấy bản số xe, người ta lại yêu cầu quay về. Và bạn đang thấy đó là cái mức độ sáng của đèn xe này, nó vẫn làm mình hài lòng. Đường này hai bên đều có đèn đường. Và đường thì đèn ánh sáng trắng và ánh sáng vàng. Tiếp theo bây giờ mình về tới đây là đường Nguyễn Duy Trinh. Đường này là một con đường nhỏ và chỉ có đèn đường một bên đường thôi. Và chúng ta sẽ xem thử là ánh sáng của nó ra sao.
Mình đã sử dụng chiếc xe này được 6 tháng rồi. Mình mua từ tháng 2 năm 2021 và tới nay là cuối tháng 6 thì mình cũng đã sử dụng nó được 6 tháng. Hiện tại là chạy được 5.600 km. Lúc đầu mà khi mà mua chiếc xe này á thì mình cũng lo là cái đèn xe nó không có sáng, bởi vì cái công nghệ mà đèn LED, mà nhất là đèn LED ánh sáng trắng nữa, thì thực sự là nó không có bám đường. Nên thấy thì nó cũng không có được vui. Và một trong những cái điều mà mình nghĩ tới khi mà mình mua chiếc xe này đó là sẽ độ lên đèn, đèn projector hay gì đó kiểu như thế. Và trước khi mua đó thì mình cũng có xem một số video clip để review chiếc xe này. Và trong đó cũng có một vài video clip mà thử chiếc xe này ở một cái môi trường tối thui luôn. Và đặc trưng của cái xe mà đèn ánh sáng trắng, đèn LED đó, đó là bạn càng đi vô chỗ tối thì cái đèn nó càng sáng. Do đó video clip này mình làm test ánh sáng dựa trên nhiều môi trường. Môi trường có đèn đường hai bên, môi trường có đèn đường một bên, môi trường ở trong một khu dân cư có ít đèn đường. Và mình đã đi tới đây là cái môi trường thứ ba rồi, đường nhỏ có đèn đường một bên. Và sắp tới mình sẽ đi tới cái môi trường thứ tư, đó là đường không có đèn đường. Và mình cũng cảm ơn anh bạn đã gửi những câu hỏi cho mình. Những cái câu hỏi mà hay của các bạn á, nó tạo cho mình cái ý tưởng để mình làm những video clip mới. Và bạn biết không, thật sự mình không phải là một người làm YouTuber cái dạng như là làm chuyên nghiệp để kiếm tiền từ YouTube. Mình là một người có nhiều việc để làm. Và YouTube thì nó là một cái giống như cái thú vui giải trí của mình vậy đó. Đi quay một đoạn phim về dựng nó lại, xong rồi post nó lên YouTube để chia sẻ với mọi người. Ai thích thì bấm cho mình một like hay là nút đăng ký. Còn ai không thích thì hoan hỷ ha, bỏ qua. Mình làm YouTube này cũng được nhiều năm rồi, làm vui mà. Mà đôi khi cũng gặp nhiều anh bạn không biết sao thì thôi, không thích thì thôi qua, next, bấm tắt kênh của nó là được rồi. Không cũng ráng vô chửi một cái chơi. Mà bạn biết không, cái đó nó hại, hại cực kỳ luôn á. Đầu tiên á nha, là nó hại cho bản thân bạn. Là bạn sẽ cảm thấy là sau khi mình chửi con đó, mà bạn chân thành với bạn luôn đi, bạn sẽ thấy đó là bạn chửi con đó xong, bạn có vẻ hả hê, nhưng mà thật sự là bạn vẫn còn tiếc lắm, phải chi mình chửi nó thêm đoạn này nữa, kiểu vậy á. Và cái sự tức đó của bạn á, nó theo bạn suốt cả ngày, hoặc nhẹ lắm cũng vài ba tiếng đồng hồ. Và bạn thử tưởng tượng nha, bạn sẽ không thể nảy sinh ra ý tưởng nào hay cho cuộc đời của bạn, hay là những cái business, những cái kinh doanh của bạn đó. Bạn phí đi 3-4 tiếng đồng hồ, thậm chí bạn phí đi cả một ngày, chỉ vì bạn xem một cái video clip, bạn không thích nó, bạn vô bạn chửi nó một cái thôi. Và nó ám ảnh bạn nguyên cả ngày. Bởi vì đầu tiên bạn muốn chửi đó là bạn phải suy nghĩ là bạn chửi như thế nào chỗ hay, chỗ ngon. Chửi rồi bạn phải hả dạ nha. Đó, như thế là bạn tốn công, tốn sức, và tốn luôn cả rất nhiều cái cơ hội cuộc đời của bạn. Mà bạn biết không, người mà làm YouTube họ đâu phải tay vừa bạn. Người mà làm YouTube người ta bị chửi riết rất nhiều, và người ta trở nên có rất nhiều những cái công cụ để người ta xử lý. Mà công cụ mà người ta yêu thích nhất đó là chửi lại bạn. Chửi lại bạn thì nó xuất hiện gì? Nó là nó tăng tương tác cho cái video clip đó. Một cái video clip mà có nhiều người comment thì YouTube nó đánh giá đó là có nhiều tương tác.
mà nó lại đề xuất cho người nhiều người khác xem. Đấy. Đấy. Thì những người mà làm YouTube á, người ta thích là chửi lại để tăng cái tương tác của cái kênh của họ lên. Các bạn đừng có tưởng nãy giờ mình lạc đề nha. Chẳng qua là mình đang chạy trên cái đường mà nó tới cái khu mà đường bóng tối thôi, chứ không phải là mình lạc đề. Trên đoạn đường đó thì mình kể câu chuyện này nghe chơi thôi ha. Rồi, đó là những YouTuber mà người ta tính toán để câu view, câu like rồi tăng tương tác. Mà càng đông view, càng nhiều quảng cáo thì YouTuber càng kiếm được nhiều tiền. Đấy, bạn thấy bạn hại chưa? Chửi nó có một cái thì nó quay lại nó chửi mình, nó chửi liên tục luôn. Để làm chi? Nó có nhiều tiền hơn. Trời ơi. Đó, như tôi nói thiệt chứ tôi cũng chửi nữa chứ. Mà bạn biết không, mình thì không phải là một người làm YouTuber chuyên nghiệp, do đó thì cái việc mà bị ai đó chửi cái mình chửi lại á, thật ra mình không có thời gian. Bỗng nhiên một ngày mà bạn tốn quá nhiều thời gian bạn đu theo một cái phiên chửi, mà đó là một thằng thôi đó, mà bạn tự tưởng tượng mình làm YouTube có bao nhiêu khán giả xem phim của mình mỗi ngày, mà giả sử xuất hiện 20 ông chửi, cái mình phải đu theo 20 cái phiên chửi đó, trời ơi, nó tốn rất nhiều thời gian bạn. Mà tôi nói bạn là bạn sẽ bỏ qua rất nhiều cơ hội để làm ăn. Đấy. Mà cái sự tiêu cực đó nó dính theo bạn vài ngày. Tại vì 20 cái phiên chửi mà bạn xử lý lâu lắm. Đấy. Nó dính theo quá nhiều ngày đi. Thì sao giờ? Bạn sẽ thất bại trong cuộc đời luôn. Bởi vì bạn sa lầy trong những cái thứ tiêu cực. Cái cách mà tôi thường làm đó là sao? Đó là tôi mời cái bạn mà chửi tôi á đi chỗ khác chơi. Bằng một cái công cụ đơn giản thôi, bởi vì YouTube họ bảo vệ cái người mà làm content, người mà làm ra nội dung. Và YouTube người ta cho cái người đó, cụ thể là người chủ kênh đó ha, đó là cái quyền cho một người nào đó đi ra khỏi cái kênh của mình. Sau này chúng ta không thấy nhau giống như trước giờ chưa bao giờ gặp nhau vậy đó. Vậy xong thôi. Thế là từ nay cái người mà đã từng chửi mình, họ không thấy kênh của mình nữa. Và rồi từ nay giả sử họ có vô trong cái kênh của mình, họ chửi thì cũng chẳng ai thấy, có mình họ thấy. Không phải là tôi không đủ cái khả năng để chửi lại, nhưng mà là vậy các bạn ha. Cái thứ gì mà mình không phù hợp, tại vì bạn thích nghe nhạc rock, tôi thích nghe bolero, khẩu vị của tôi là bolero, do đó thì tôi không hợp với bạn, bạn không hợp với tôi. Chúng ta có những buổi tiệc mà chỉ dành riêng cho chúng ta thôi, nên buổi tiệc của bạn, bạn cứ chơi. Còn buổi tiệc của tôi cứ chơi. Và tôi không can thiệp. Tôi nói bạn là đừng có ăn cái buổi tiệc đó nữa. Qua chơi bolero với tôi nè. Rock có gì hay đâu chơi. Đó. Rồi ok. Tới đây rồi thì tới đoạn này rồi đó. Ở trên đoạn đường này sẽ thỉnh thoảng có những cái đoạn là tối thui, do đèn hai bên bị hư. Đây, ví dụ một đoạn đây. Bạn sẽ thấy là đèn lên, ánh sáng của đèn VinFast rất ngon và hoàn toàn là đủ an toàn để cho bạn lái xe. Đấy. Có một lần mình cũng đi cái con đường này lúc 1 giờ sáng. Và lúc đó thì vô tình cũng có một đoạn là khá nhiều những cái bóng đèn nó hư, nguyên con đường tối thui luôn. Và mình cảm thấy vẫn an toàn để đi. Tuyệt vời. Đây, tiếp theo
xuống hết cái cầu này có một đoạn rất tối đây. Đấy, các bạn thấy đó, khi mà xe mình đi tới là cái luồng sáng nó phát ra ngay. Đây một đoạn nữa, tối nữa đây. Đó, bạn thấy đã chưa? Rồi, ok. Và mình nghĩ là video clip này mình đã dành cho bạn khá nhiều rồi. Thứ nhất là mình test đèn xe trên 4 cái môi trường. Môi trường thứ nhất đó là khu dân cư có ít đèn đường và có nhiều bóng cây. Môi trường thứ hai đó là đường lớn có đèn đường hai bên. Môi trường thứ ba là đường nhỏ có đèn một bên. Và môi trường thứ tư đó là những đoạn đường không có đèn đường, hoàn toàn tối thui. Và một đoạn tâm sự ngắn về vấn đề là làm YouTube mình bị chửi. Mình ghi hình video clip này sau một ngày đi làm thì cũng hơi mệt mỏi, mà leo lên xe ngồi nói chuyện vậy cũng cảm thấy đường về nó bớt xa. Và đó là cái sự thú vị khi mà lái xe. Rồi, ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Mình xin tạm ngừng ở đây. Nếu bạn thích thì bạn bấm giùm mình nút like, nút đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Còn nếu không, có gì bạn không thích thì bạn cứ thẳng thắn, bạn comment, bạn góp ý giùm mình ha. Và bạn biết rồi đó, đừng chửi. Chửi là không nên, vừa hại cho bạn và hại cho tôi nữa ha. Đó, đoạn này nè, tối thui, nó đã chưa? Đèn lên sáng trưng, trời ơi ngon, ngon. Rồi, ok. Vài bữa nữa đi, có dịp thì làm video clip khác. Còn hôm nay thì thật sự là mình cũng hơi mệt sau một ngày làm việc rồi. Xin chào, hẹn gặp lại các anh em trong những video clip tiếp theo trên kênh Sống TV. Goodbye. Hiện tại mình đang ở một đoạn đường mà tạm gọi là nó tối thui. Đó. Hai bên không có đèn đường. Và bạn thấy đã không? Hồi nãy trên đường đi về thì mình không nghĩ là đi vô trong tới Vinhome Grand Park nhà mình mà nó có một cái đoạn đã như vậy, tối thui luôn. Mà hên có. Do đó mình mở máy lên để mình ghi lại cho các bạn xem. Đó. Đó, tối thui. Đèn lên sáng trưng. À, và mình có một cái đoạn video clip ngắn mà ghi hình trong một lần mà mình bị mắc mưa vào buổi tối rất lớn, thì mình cũng muốn mời các bạn xem là lúc đó cái đèn xe VinFast nó thể hiện như thế nào. Đây, bạn có thể dành cho mình vài giây để xem cái đó. Rồi, ok. Lần này chào tạm biệt. Goodbye.